người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi vua Kasi lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh, gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi: "Bà sao vậy?" "Tôi không thấy rõ." "Tôi sẽ chữa cho bà." "Xin thầy làm ơn chữa giùm." "Bà sẽ trả công cho tôi như thế nào?" "Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy." "Tốt lắm." Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu. "Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách đi gạt lão mới được." Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở: "Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết." Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm: "Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn." Và ông bỏ đi ngay không nói một lời, trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ, và ánh sáng đôi mắt dục tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Kakubala. "Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe." Kể chuyện xong, đấng pháp vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, tuyên đọc bài kệ sau: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo." 2. Khóc đòi những chuyện trên trời. Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình." Do Phật dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện Mata Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một bà la môn tên là Adina Bubaka, có nghĩa là không cho, vì ông ta không hề cho ai vật gì. Ông có một đứa con trai duy nhất hết sức cưng quý. Ông muốn cho con một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hễ giao thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay đập mỏng miếng vàng, gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mata Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lừng thừng không muốn đi, nên tìm cách thối thoát với bà vợ: "Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo. Kho lắm sẽ hao hụt, bà không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả." Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con. "Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ." "Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào." Thế là ông đi đến từng thầy thuốc,
tìm cách hỏi đon hỏi ren, cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông. Này ông anh, nếu gặp một người bệnh như vậy, thường thì ông anh trị liệu ra sao, cho uống thuốc gì vậy? Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối. Tôi đang bận một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc. Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn nhưng vẫn không quên tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quán sát giới Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mata Kundalini đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Đấng đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ vây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy mới biết là do tín tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc. Vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha, sẽ hóa hình thành Mata Kundalini đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông Bà La Môn sẽ hỏi: Người là ai? Vị trời sẽ trả lời: Là Mata Kundalini, con của cha. Con tái sinh ở đâu? Ở tầng trời thứ 33. Ông Bà La Môn sẽ hỏi tiếp: Con làm công đức gì mà được? Nhờ tin Phật. Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn: Có ai do tin Phật mà được sanh thiên không vậy? Thế Tôn sẽ đáp: Chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được. Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú. Cuối đoạn pháp cú sẽ có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Mata Kundalini sẽ chứng quả dự lưu. Cả Bà La Môn Adina Pupaka cũng chứng quả ấy. Như vậy nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật biết rõ như đã kể trên, nên hôm sau vệ sinh xong, Ngài đi giữa một đoàn tỳ kheo vào thành Xá Vệ Khất Thực. Và trên đường đi, Phật ghé nhà người Bà La Môn. Lúc ấy Mata Kundalini đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì, quay mặt ra định hỏi thì nhìn thấy Đức Phật, liền thưa thỉnh: Vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài, đệ bát hoặc nghe pháp. Giờ đây tại con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa. Nói vậy rồi anh ta đặt trọn lòng tin nơi Phật. Đức đạo sư hoan hỷ bảo: Vậy là đủ. Và Ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt,
chàng trai tắt thở trong tính tâm. Và như vừa ngủ dậy, chàng tái sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn gặp lại chàng đứng khóc lóc tại bãi thiêu, đã đọc kệ hỏi lý do. Trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng qua có khảm gỗ đàn hương, dặn bàn tay và khóc lóc thảm thương, sao anh khổ giữa rừng sâu như thế? Chàng trai đáp: chiếc xe ngựa quý thân tôi sáng chói bằng vàng nguyên khối, bánh xe tìm không ra nổi, đau buồn tôi sẽ chết thôi. Người Bà La Môn: bánh xe ấy bằng vàng hay bạc, bằng đồng hay ngọc quý kim cang, nói cho ta nghe thật rõ ràng, ta sẽ kiếm cho chàng đầy đủ. Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bõn sẻn không dám mời thầy thuốc đến chữa trị, nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình dù bằng vàng, kim cương hay bạc đồng. Do đó, vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi: cặp bánh ông làm cho xe tôi lớn chừng nào? Lớn như người muốn. Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe, hãy cho tôi đi. Chàng bảo Bà La Môn: ôi, trăng trời là cặp sinh đôi giữa ngàn, xe tôi nguyên khối bằng vàng, có thêm đôi cánh rỡ ràng biết bao. Người Bà La Môn trả lời: ngươi thật là một kẻ ngu, đi kiếm thứ ở xa mù, ta e rằng ngươi sẽ chết, trời trăng há dễ được ru. Nhưng chàng trai dặn lại: nhưng ai ngu hơn, người khóc đòi thứ hiện hữu hay người khóc đòi thứ không hiện hữu? Trời trăng rạng rỡ đến đi, đây kia đều thấy chẳng khi nào lầm, còn ông chết chẳng còn trông, ai người ngu ngốc khóc mong suốt ngày. Nghe xong, người Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận: trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta người ngu khôn xiết chẳng sai, thằng kia trẻ mãi khóc đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi. Hết cả đau buồn nhờ chàng trai giải thích, nên người Bà La Môn khen ngợi: tôi như ngọn lửa cháy hừng, tươi thêm dầu mỡ có ngưng được nào, người như một trận mưa rào, tiêu tan sầu khổ lọc nào vui hơn. Mũi tên đào đáo sầu thương, nhờ người nhổ bỏ hết dương lụy phiền, tôi nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc lời khuyên ghi lòng. Rồi người Bà La Môn hỏi: anh là ai? Là trời, Càn Thác Bà hay Đế Thích Thù Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đặng? Chàng trai đáp: tôi là người ông khóc than, là con ông đã cháy tan nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sanh ngay cõi trời. Bây giờ người Bà La Môn hiểu hết tự sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc. Lúc con còn ở tại nhà, tí ti cũng chẳng bỏ ra cúng dường, ăn chay cũng chẳng có luôn, công đức nào được khiến con lên trời? Chàng trai trả lời: khi tôi nằm ở tại nhà, đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không dục vọng nghi ngờ, an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong tôi phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sanh ngay cõi trời 33. Nghe chàng nói, người Bà La Môn thân tâm tràn ngập vui sướng, nên cất tiếng tán thán: khi diệu thai, mầu nhiệm thai, kính lễ được quả báo này, hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi quy y Phật hôm nay. Chàng trai đáp từ: hôm nay quy y Phật Pháp Tăng với tín tâm, ông hãy lãnh thọ năm giới,
giữ gìn nguyên vẹn không sai sót, không được giết hại sinh mạng kể từ phút này, không lấy của không cho, không uống rượu, không nói dối, chung thủy với vợ mình. Người Bà La Môn ưng thuận và nói bài kệ: Này Phạm Thiên cao quý, người mong tôi an vui, người mong tôi hạnh phúc, tôi xin dâng lời người. Người là thầy của tôi xin quy y Phật, quy y Pháp và Tăng. Từ nay thôi giết hại, không lấy của không cho, không uống rượu nói dối, chung thủy với vợ mình. Vị trời trước khi từ giả ngỏ ý khuyên bảo: Này Bà La Môn, ông có nhiều của cải, hãy đến Đức Đạo Sư cúng dường, nghe pháp và thưa hỏi. Rồi biến mất. Người Bà La Môn lòng vui mừng hớn hở, về nhà dặn vợ: Bà, tôi sẽ thỉnh Sa Môn Cồ Đàm đến nhà và thưa hỏi, hãy chuẩn bị tiếp đón nha. Đoạn ông ta đi đến tịnh xá, không lễ Phật và cũng chẳng bày tỏ sự vui mừng được gặp ngài. Ông đứng một bên thưa: Ngài Cồ Đàm, xin ngài và chúng tăng nhận lời thỉnh thọ trai tại nhà tôi hôm nay. Đức Đạo Sư nhận lời, ông liền nhanh chóng trở về chuẩn bị tại nhà các thức ăn loại cứng và mềm. Đức Đạo Sư cùng chúng tăng đến nhà ông, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn và được ông cung kính hầu hạ. Một đám đông không mời gọi đã tụ tập không dậm trễ. Khi một ngoại đạo thỉnh Phật sẽ có hai hạng người tụ đến. Những kẻ tà kiến sẽ tụ đến với ý nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa Môn Cồ Đàm bối rối vì những câu hỏi bủa vây. Còn những người chánh kiến sẽ nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ thấy oai lực và sự thù thắng của Đức Phật. Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông đến bên ngài, ngồi xuống chỗ thấp và hỏi: Ngài Cồ Đàm, có ai được sanh thiên chẳng phải vì cúng dường ngài hay xưng tán ngài, cũng chẳng vì nghe pháp hay ăn chay, mà chỉ do một hành vi đầy lòng tín tâm. Này Bà La Môn, tại sao ông hỏi ta? Chẳng phải con trai ông Matha Kundali đã nói cho ông nghe rằng anh ta được sanh thiên nhờ kính tin ta sao? Hồi nào, ngài Cô Đàm? Chứ chẳng phải hôm nay ông đã đi đến bãi thiêu, và khi đang khóc lóc, ông trông thấy một chàng trai cũng giật giả than khóc, và ông đã chẳng hỏi trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương. Rồi Đức Đạo Sư tiếp tục kể rõ ràng chi tiết cuộc đối đáp giữa hai cha con và trọn vẹn câu chuyện của Matha Kundali. Do đây mà Đức Phật nói lên đoạn kinh: Này Bà La Môn, chẳng phải là 100 hay 200, mà có vô số người do đặt niềm tin nơi ta mà được sanh thiên. Thấy đám đông chưa hết nghi ngờ, Đức Đạo Sư ra lệnh: Phạm Thiên, Matha Kundali, hãy đến đây với lâu đài của ngươi. Tức thì Matha Kundali hiện ra, thân cao gần 1 dặm, với nhiều đồ trang sức cõi trời. Từ lâu đài bước xuống, Phạm Thiên đảnh lễ Đức Đạo Sư rồi cung kính đứng một bên. Đức Phật hỏi: Ngươi đã tạo lập công đức gì mà được phước báo thế này? Phạm Thiên với dung nhan thù thắng, chiếu sáng 4 phương như sao trời. Hỡi vị trời quái lực phi thường, sinh thời làm công đức gì thế? Phật nói kệ xong, Phạm Thiên đáp: Bạch Thế Tôn, con được phước báo thù thắng này do kính tin ngài. Ngươi được phước báo sanh thiên nhờ kính tin ta. Thưa dân, Bạch Thế Tôn.
Đám đông chiêm ngưỡng vị trời và đồng dư mừng thốt lên: Quái lực của chư Phật thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Đúng vậy, thật là kỳ diệu. Con trai Bà La Môn Adina Pupaka được phước báo như thế này chỉ do kính tin Phật, chẳng phải do công đức nào khác. Đúng rồi, chẳng phải do công đức nào khác. Đức Đạo Sư bèn thuyết giảng: Tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu. Chính tâm ý điều khiển hành động, bởi vì việc làm do lòng tin theo người đi trong nhân thiên như bóng theo hình. Đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sát dụ đã được niêm phong, tiếp tục đọc pháp cú sau: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Nó mắng tôi, đánh tôi. Lời giáo huấn này Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Ti Sa lúc ngài trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Hình như Đại Đức Ti Sa là con trai người cô của Phật, xuất gia khi đã lớn tuổi, lại thêm dáng người mập mạp. Ti Sa ưa thích lợi dưỡng và sự tôn kính dành riêng cho Phật. Y áo của Đại Đức lúc nào cũng giặt ủi láng bóng, và ông luôn luôn ngồi giữa giảng đường tịnh xá. Một hôm, vài du tăng đến viếng Thế Tôn và tưởng Ti Sa là một đại trưởng lão, họ xin được đặc ân hầu hạ, chùi chân cho Ti Sa vân vân. Đại Đức im lặng. Lúc ấy một thầy tăng trẻ tuổi hỏi: Dạ, ngài được mấy hạ? Ti Sa trả lời: Chưa có hạ nào cả, tôi già rồi mới xin xuất gia. Thầy tăng buộc miệng: Ông tỳ kheo tồi, ông cứ tưởng mình là quan trọng. Gặp các vị đại trưởng lão này, ông cư xử chẳng lễ độ một chút nào cả. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ, ông im lặng nhận lời. Ông lại không tỏ ra một chút ân hận về tư cách tồi tệ của mình. Nói rồi, vị tăng búng tay cái tách. Lòng kiêu hãnh của một người thuộc giai cấp chiến sĩ nổi dậy. Ti Sa gắt gỏng: Các ông đến gặp ai? Chúng tôi đến thăm Đạo Sư. Nhưng đối với ta, các ông cũng phải tìm hiểu xem người này là ai chứ. Ta sẽ giết tuyệt dòng họ các ông. Nói một mạch cho hả hơi. Rồi Ti Sa đi đến chỗ Phật, buồn rầu khóc lóc. Đấng Đạo Sư thấy vậy mới hỏi: Ti Sa, sao vậy? Sao ông đến đây tèm lem nước mắt, sầu khổ thế kia? Các du tăng trước đây có bàn với nhau không dám để Ti Sa đi một mình, e gây nhiều chuyện rắc rối, nên đi theo Ti Sa. Đến đảnh lễ Đức Đạo Sư và cung kính ngồi một bên. Ti Sa nghe Phật hỏi liền đáp: Bạch Thế Tôn, những sa môn này lăng mạ con. Nhưng ông đang ngồi ở đâu? Ở giữa giảng đường tinh xá, Bạch Thế Tôn. Khi những sa môn này đến, ông có thấy họ không? Còn có thấy họ, Bạch Thế Tôn. Ông có đứng dậy chào họ không? Thưa Thế Tôn, không. Ông có đỡ giùm đồ đạc giúp họ không? Bạch Thế Tôn, không. Con không đỡ giùm đồ đạc cho họ. Ông có sẵn lòng phục vụ họ không? Và mời nước uống không? Không, Bạch Thế Tôn, con không phục vụ cũng chẳng mời nước uống. Ông có đem tọa cụ đến mời ngồi và chùi chân cho họ không? Thưa không, Thế Tôn. Ti Sa, ông nên làm các việc trên đối với những sa môn lớn tuổi, vì ai không làm thế sẽ không được quyền ngồi giữa tịnh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy. Hãy xin lỗi những sa môn này đi. Nhưng họ đã lăng mạ con, Thế Tôn. Con sẽ không xin lỗi họ. Ti Sa, chớ làm như vậy. Chỉ có ông mới đáng bị rầy. Xin lỗi họ đi. Con không xin lỗi họ, Thế Tôn. Các sa môn bạch Phật: Ông ấy thật là cứng đầu. Dạ đúng đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư trả lời: Này các sa môn, đây chẳng phải là lần thứ nhất
ông ấy cứng đầu. Kiếp trước ông ấy cũng đã bướng bỉnh như thế. Chúng con đã rõ tính ương ngạnh của ông ấy trong hiện tại rồi. Bạch Thế Tôn, nhưng còn kiếp trước ông đã làm gì? Dạ ông ấy đã làm gì ạ? Này các sa môn, hãy lắng nghe. Và Đức Phật kể câu chuyện. Chuyện quá khứ Devala và Narada. Và thuở nọ, dưới triều một vị vua ở Ba La Nại, có một nhà tu khổ hạnh tên là Devala. Sau 8 tháng ở Hy Mã Lạp Sơn, về thành kiếm muối và giấm. Ông cũng muốn về ở gần thành phố trong 4 tháng mùa mưa. Gặp hai chú bé nơi cổng thành, ông hỏi: Các sa môn đến thành phố thường ngủ đêm tại đâu? Dạ, thưa tôn giả. Ở nhà người thợ gớm. Thế là Devala đi đến nhà người thợ gớm, đứng trước cửa hỏi: Gia chủ, nếu người bằng lòng, tôi sẽ nghỉ lại một đêm trong nhà người. Thợ gớm mở rộng cửa mời: Ban đêm tôi không làm việc, nhà lại rộng, xin tôn giả cứ ngủ tại đây. Devala vừa vào nhà và ngồi xuống thì có một ẩn sĩ khác tên Narada cũng từ Hy Mã Lạp Sơn đến xin tá túc. Người thợ gớm với lòng tử tế và hiếu khách đối với các sa môn, lo lắng không biết vị ẩn sĩ đến trước có chịu ngủ chung với vị mới đến hay không, nên khéo léo bảo Narada: Nếu vị ẩn sĩ đến trước đồng ý thì xin mời ngài. Và Narada đến gặp Devala nói: Thưa thầy, nếu thầy đồng lòng, tôi xin ngủ tại đây một đêm ạ. Devala hoan hỷ: Nhà còn rộng, xin mời thầy vào và ngủ lại một bên này. Rồi Narada bước vào, ngồi phía sau Devala. Họ chào hỏi nhau một cách thân thiện. Đến giờ ngủ, trước khi nằm xuống, Narada cẩn thận ghi nhớ chỗ của Devala và vị trí cửa ra vào. Nhưng Devala, thay vì ngủ đúng chỗ của mình, lại nằm ngay giữa lối đi. Hậu quả là khi Narada bước ra ngoài ban đêm, ông đạp nhầm bím tóc của Devala. Tức thì nhà khổ hạnh la toáng lên: Ôi, ai dẫm lên bím tóc ta vậy? Narada từ tốn trả lời: Dạ chính tôi đó thưa thầy. Devala giọng nóng nảy tiếp tục la: Đồ đạo đức giả, ngươi là đồ đần rú, ngươi đã đạp lên tóc ta. Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm ở đây, xin thứ lỗi cho tôi ạ. Rồi Narada bước ra, để lại Devala một mình khóc lóc như bị ai bóp vỡ tim. Chưa hết, sau đó Devala xoay ngược người lại, nằm xuống, đặt đầu vào chỗ ban nãy đã để chân, cố ý để Narada dẫm lên mình. Narada bước vào, lòng dặn lòng, hồi nãy mình đã lỡ xúc phạm vị đạo sĩ, lần này mình sẽ đi mé dưới chân người. Tất nhiên là khi vừa bước vào, Narada dẫm ngay lên cổ Devala. Tức thì Devala hét ầm lên: Trời, ai đó? Narada vội vàng nói: Thưa thầy, dạ chính tôi ạ. Devala lần này càng kêu to: Đồ đạo đức giả, lần đầu ngươi dẫm lên tóc ta, lần này ngươi đạp lên cổ ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Thưa thầy, tôi không đáng bị khiển trách, tôi không biết thầy nằm phía này. Khi bước vào tôi đã hết sức dè dặt, tự nhắc nhở phải cẩn thận, đi phía dưới chân đạo sĩ, tránh xúc phạm người. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Devala vẫn la oai oái: Đồ đạo đức giả, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Đừng làm vậy thưa thầy, thưa thầy đừng làm vậy. Mặc những lời thiết tha xin lỗi của Narada, Devala vẫn rủa tiếp: Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ dở làm bảy mảnh. Narada đáp: Thưa thầy, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi, thầy vẫn chẳng chịu nghe. Đầu kẻ có lỗi sẽ dở làm bảy mảnh, chứ không phải đầu người vô tội. Tức thì Narada đọc lời nguyền sao: Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu người sẽ dở làm bảy mảnh.
ẩn sĩ Narada có đại thần thông, có thể thấy suốt 80 tiểu kiếp, 40 tiểu kiếp quá khứ và 40 tiểu kiếp tương lai. Vì vậy ông thấy lời nguyền sẽ rất trúng ngay ông thầy khổ hạnh bạn mình. Ông cảm thấy thương xót và vì vậy làm phép không cho mặt trời mọc. Không thấy mặt trời mọc, dân chúng tụ tập trước cổng vua rên rỉ: "Muôn tâu đại vương, mặt trời không mọc nữa." "Ngài là vua, làm sao cho mặt trời mọc dùng chúng tôi với?" "Làm sao cho mặt trời mọc dùng chúng tôi với?" Ngài vua xét lại những hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, thấy chẳng có điều gì sai trái, nên không hiểu nguyên nhân nào mặt trời không mọc. Nhà vua suy đoán rằng đây có thể là do tu sĩ cãi cọ bất hòa với nhau, nên hỏi thăm và liền cầm đuốc đi đến nhà thợ gốm, cúi chào Narada, cung kính ngồi xuống một bên và nói. Narada kể lại toàn bộ câu chuyện và hậu quả của lời nguyền. Vua hỏi tiếp: "Ông ấy sẽ thoát chết nếu chịu xin lỗi tôi." Vua bắt Devala phải xin lỗi Narada, nhưng Devala một mực ngoan cố: "Tâu đại vương, ông bạn này đã dẫm lên tóc tôi và đạp lên cổ tôi, không đời nào tôi thèm xin lỗi đồ đạo đức giả đó." Vua vẫn khẩn thiết yêu cầu Devala: "Đại vương, tôi không thèm xin lỗi, mặc kệ, tôi cũng không xin lỗi." Lần này vua gằn giọng. Thế rồi nhà vua nắm lấy tay, chân, bụng và cổ nhà ẩn sĩ, bắt cúi đầu dưới chân Narada. Narada lòng cởi mở: "Hãy đứng lên, tôi đã tha lỗi cho thầy." Rồi Narada tâu với vua: "Đại vương, ẩn sĩ này không chịu xin lỗi tôi. Hãy đem ông ta đến một cái hồ gần thành, đặt một cục đất sét trên đầu ông, bắt ông đứng dưới nước ngập đến cổ." Vua y lời. Narada còn dặn thêm, khi ông làm phép cho mặt trời mọc trở lại, Devala hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác rồi đi đi. Quả đúng như rằng, ngay khi ánh mặt trời lóe lên thì chạm vào cục đất sét làm vỡ thành bảy mảnh, tức thì Devala lặn xuống nước, trồi lên nơi khác và đi mất. Thế Tôn kết thúc câu chuyện: "Này các tỳ kheo, nhà vua lúc ấy là Ananda, Devala là Tissa, còn Narada chính là ta. Thuở đó Tissa cũng cứng đầu như vậy." Rồi Đức Đạo Sư dạy trưởng lão Tissa như sau: "Tissa, nếu một tỳ kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu tỳ kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai." Nói xong Phật đọc pháp cú: "Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm niềm hận ấy, hận thù được tự nguôi." Không lấy oán trả oán. Giới hận, diệt hận thù. Phật dạy pháp cú này cho một người hiếm muộn lúc ngài ngụ tại tỉnh xá Kỳ Viên. Một người kia sau khi cha chết, một mình lo liệu gánh vác tất cả việc nhà cửa ruộng vườn, lại còn chăm sóc bà mẹ. Mẹ bảo anh: "Con à, mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ trẻ." Người con hiếu thảo bèn thưa: "Mẹ thân yêu, đừng nói thế, ước ao duy nhất của con là được phụng dưỡng mẹ suốt đời." "Con ơi, mẹ không muốn con một mình á phải gánh vác hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng. Hãy để mẹ kiếm vợ cho con nha." Anh ta từ chối đôi ba phen, rồi đành im lặng bằng lòng. Bà mẹ hớn hở rời khỏi nhà, định đi đến một nhà nọ kiếm con dâu đem về. Anh ta bèn hỏi mẹ: "Mẹ định đi đến nhà ai vậy?"
Bà lão giơ tay chỉ. Đến nhà kia kìa. Anh ta không để mẹ đi đến nhà theo dự định, mà chỉ cho bà một nhà khác anh thích hơn. Vậy là bà đến nhà con mình thích, chọn nàng dâu, rồi lựa ngày làm lễ cưới. Rủi thay, lại gặp một nàng dâu không sinh đẻ. Bà mẹ nóng lòng bế cháu, nên vội vã bảo anh con trai. Con à, con đã bảo mẹ đem về người vợ do con tự chọn, nhưng cô ấy lại chẳng có sinh đẻ được. Gia đình không có con cái sẽ lụng bại đó con, dòng giống sẽ tuyệt tự. Con hãy để cho mẹ kiếm một nàng dâu khác nha con, có được không? Anh con trai có vẻ không bằng lòng nên lắc đầu. Xin mẹ đừng nói nữa. Nhưng bà mẹ vẫn nhai đi nhai lại điệp khúc cũ, nên lọt vào tai cô vợ hiếm muộn. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, chắc chắn là con phải vâng lời mẹ thôi. Nếu bà già kiếm được một người dễ sinh nở, thì cô sẽ bị nhà chồng xem thường, coi như đầy tớ, chi bằng chính cô chọn vợ cho chồng. Thế là người đàn bà hiếm muộn đi đến nhà nọ kiếm một cô gái cho chồng. Nhưng vừa hở môi, bà đã gặp sự chống đối của cha mẹ cô gái. Họ hỏi gặng lại bà. Nè, bà nói cái gì vậy? Người đàn bà không con trả lời. Thú thật ông bà thương, tôi chẳng may xấu số không sinh đẻ được, mà gia đình không con sẽ tuyệt tự. Nếu con gái ông bà về nhà tôi mà sinh được con trai, cô ấy sẽ là bà chủ quán xuyến hết tất cả gia sản. Xin ông bà hãy cho tôi cưới cô ấy về cho chồng tôi. Cuối cùng, người đàn bà đã thuyết phục được cha mẹ cô gái và rước cô về nhà. Dù đã làm được theo ý mình, người đàn bà hiếm con vẫn không an tâm, cứ lo sợ đối thủ sinh con sẽ là bà chủ trong nhà. Rồi bà đến nói với đối thủ của mình. Em nè, hễ mà em có thai á thì em cho chị biết nha. Cô kia ngoan ngoãn trả lời. Thế à? Và như lời hứa, ngay khi mang thai, cô đến báo cho người vợ cả biết. Hằng ngày, vợ cả thường tự tay nấu cháo cho đối thủ mình ăn. Thế là từ hôm đó, bà bỏ vào cháo một ít thuốc phá thai. Kết quả đối thủ của bà bị sảy thai. Lần thứ hai, người vợ sau cũng lại báo tin cho vợ cả khi mang thai. Vợ cả làm như lần trước, và cô này lại sảy thai nữa. Các bà hàng xóm thấy cô vợ sao ngây thơ, nên vừa thương tình vừa tò mò mới hỏi thăm. Có phải đối thủ của chị học nghề bánh xe của chị không? Và khi nghe kể lại sự vụ, họ bảo: Đồ ngốc, sao chị lại dại dột như vậy? Bà sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình nên trộn thuốc phá thai vô cho chị ăn đó. Lần sau đừng có nói cho bà biết nữa nghe chưa? Lần thứ ba, người vợ sau không nói gì cả. Nhưng bà hiếm con thấy bụng người vợ sau ngày càng to liền hỏi: Sao em có thai mà em muốn nói cho chị biết vậy? Bà vợ sao thật thà, nghĩ sao nói vậy? Chính chị mang tôi về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm tôi hư thai, tại sao tôi phải nói với chị kia chứ? Bà không con thất vọng. Hỏng rồi, thế là ta thua nó. Từ đó bà theo dõi, chờ cơ hội đối thủ thiếu cảnh giác lại ra tay, vì bà vẫn chưa chịu thua. Khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình, bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc cho bà vợ sau ăn. Nhưng vì hình thể đã đầy đủ nên thai nhi không bị hư, mà lại kẹt ngang cổ tử cung. Ngay sau đó bà mẹ đau bụng dữ dội và cảm thấy giờ chết đến nơi. Bà la quảng lên: Mày giết tao! Chính mày mang tao về, giờ cũng chính mày giết ba đứa con của tao. Giờ tao sắp chết rồi, kiếp sau tao sẽ thành quỷ dạ xa, ăn thịt lại con của mày. Nguyền rủa rồi bà tắt hơi và lại sanh vào nhà ấy thành một con mèo. Còn ông chồng lúc ấy tóm lấy bà vợ không con, nạt nộ: Chính mày, mày làm tan nát gia đình tao. Rồi ông dùng cùi chỏ đầu gối đánh đập bà tàn nhẫn. Sau trận đòn,
người vợ cả ốm nặng rồi chết, lại cũng xin vào nhà ấy thành một con gà mái. Như vậy bà vợ sau tái sinh là con mèo, vợ cả là con gà. Khi gà mái đẻ trứng, mèo đến ăn sạch hết. Ba lần như vậy, gà mái cất tiếng: đã ba lần mày ăn trứng con tao, bây giờ mày còn chừng ăn luôn cả tao nữa hả? Kiếp sau tao sẽ ăn thịt mày và con của mày. Nguyền như vậy rồi nó chết và sinh làm con beo cái. Con mèo thì sinh làm con nai cái. Ba lần nai cái sinh con, ba lần beo đến nuốt tươi. Khi sắp chết, nai cái lại nguyền rủa: ba phen ác thú này nuốt sống con ta, vậy giờ nó còn định nhai luôn cả ta nữa. Kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con của nó. Rồi nai cái tái sinh làm quỷ dạ xoa và beo chết đi đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở Xá Vệ. Lớn lên, cô gái lập gia đình, sống bên nhà chồng tại một khu xóm nhỏ gần cổng thành. Một thời gian sau cô có con. Quỷ dạ xoa biến thành một người bạn thân đến thăm cô gái và hỏi người nhà: bạn của tôi đâu? Ở phòng trong đó, cô ấy vừa sinh hạ một đứa bé. Dạ xoa hớn hở hỏi tiếp: con trai hay là con gái vậy? Tôi muốn thăm chị ấy. Rồi tất tả bước vào trong, giả vờ nhìn ngắm đứa bé và nhanh tay chộp lấy, nhai nuốt xong đi ra. Lần thứ hai, quỷ cũng nuốt tươi con của người vợ trẻ như vậy. Đến lần thứ ba, thấy bụng đã lớn, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng: anh à, tại đây có một con quỷ dạ xoa đã nuốt chết hai đứa con của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở, anh thấy có được không? Lúc bấy giờ đến phiên quỷ dạ xoa đi kéo nước. Dạ xoa thay phi nhau kéo nước từ hồ Anotata đổ lên nguồn, mãn hạn 4 hay 5 tháng chúng được thả về, nếu không bị chết vì kiệt sức. Ngay khi vừa được thả ra, quỷ dạ xoa liền chạy đến gặp người vợ trẻ hỏi: bạn của tôi đâu rồi? Người trong nhà đáp: chị không gặp được cô ấy đâu. Có một con quỷ dạ xoa đã ăn thịt những đứa con của cô ấy sinh ra trong nhà này, vì vậy cô ấy về nhà cha mẹ ruột của mình rồi. Quỷ lầm bầm: dù có chạy đằng trời, nó cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Nôn nóng vì thù hận, dạ xoa tức tốc đi vào thành. Đến ngày lễ đặt tên, bà mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong, thưa với chồng: ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà đi. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng trên con đường băng ngang tỉnh xá. Khi đến hồ nước của tỉnh xá, người vợ trẻ giao con cho chồng và xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng và cô ngồi đợi gần đó cho con bú. Ngay lúc ấy quỷ dạ xoa xuất hiện. Cô vợ trông thấy nhận ra nó, lập tức la lên: ông ơi, đến đây mau đi, con quỷ đây nè. Sợ chồng đến không kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào tỉnh xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hội. Người vợ trẻ đặt con xuống dưới chân Phật, thưa: con xin cúng dường ngài đứa trẻ này, xin hãy cứu lấy nó. Quỷ cũng rượt theo tới nơi. Thiên thần Sumana khi đó đang trú tại hốc cửa bên trên cổng tỉnh xá, liền ngăn quỷ dạ xoa lại không cho vào. Đức Đạo Sư bảo trưởng lão A Nan: A Nan, người hãy ra gọi quỷ dạ xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh. Người vợ vừa thấy quỷ lo sợ kêu lên thất thanh: nó đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư dạy: hãy để nó vào, đừng làm ồn. Dạ xoa bước vào đứng trước Phật. Phật hỏi: sao ngươi làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, ngươi sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như họa và cú. Sao ngươi lấy oán trả oán? Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Và Đức Phật đọc pháp cú: giới hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe dứt bài kệ, dạ xoa liền đắc quả dự lưu. Phật bảo người đàn bà đưa đứa bé cho dạ xoa,
người đàn bà vẫn còn sợ, không dám đưa. Nhưng sau khi Phật cho biết là không cần phải đề phòng, bà ta mới dám trao. Dạ Xoa nhận đứa bé trong tay, ôm hôn âu yếm rồi trả lại cho mẹ nó, xong bắt đầu khóc. Nghe Phật hỏi tại sao, Dạ Xoa liền thưa: Thưa Thế Tôn, trước đây con hết sức xoay sở mà chẳng đủ ăn, giờ con không biết sẽ sống ra sao. Phật an ủi Dạ Xoa rồi quay sang người mẹ, ngài dạy: Hãy cho Dạ Xoa ở trong nhà con và nuôi bằng loại cháo ngon nhất. Người đàn bà vâng lệnh đưa Dạ Xoa về nhà, cho ở trên cây kèo giữa và nuôi bằng loại cháo ngon. Khi đến mùa đập lúa, máy đập giọt lên giọt xuống. Dạ Xoa sợ máy đập vào đầu nên nói với bạn không thể ở đây thêm và xin đi nơi khác. Dạ Xoa lần lượt được cho ở trong chòi để máy đập lúa, chỗ giếng nước, lò bánh mì, kho phân, đóng tro và cổng làng. Nhưng không chịu ở đâu hết, luôn cằn nhằn, chỗ thì máy đập lúa nâng lên e rằng chẻ đầu ra làm hai, chỗ thì tụi nhóc tiểu bậy, chỗ thì đàn chó nằm dài, hoặc bầy trẻ phóng uế, có khi liện rác, chỗ thì trai làng đến xem bói. Vì thế cô ta đưa Dạ Xoa về một nơi yên tĩnh ngoài làng, mỗi ngày đều mang cháo ngon đến cho ăn. Một hôm Dạ Xoa nói với bạn mình: Năm nay trời sẽ mưa nhiều nên trồng lúa ở nơi khô ráo á. Có khi Dạ Xoa cho biết: Năm nay hạn hán nên trồng lúa ở nơi ẩm thấp thôi. Lúa của người khác bị hư vì lúc úng lúc hạn, nhưng lúa của người đàn bà trẻ thì bội thu. Dân làng ngạc nhiên đến hỏi cô: Này chị, lúa của chị chẳng bị úng, chẳng bị hạn, chị làm mùa dường như biết trước thời tiết, có phải vậy không? Cô ta đáp: Tôi có người bạn là Dạ Xoa, cho tôi biết trước sự việc thay đổi thời tiết, và tôi trồng lúa trên đất cao hay đất thấp, tùy theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Các bạn không thấy sao, ngày nào tôi cũng mang cháo ngon và các loại thức ăn đến cho chị ấy. Nếu các bạn làm như tôi thì sẽ được trúng mùa. Dân làng lập tức tôn vinh Dạ Xoa, và từ đó Dạ Xoa chăm sóc mùa màng cho mọi người, nhận được nhiều quà biếu và được nhiều người tôn kính. Dạ Xoa tạo nên thông lệ bữa ăn 8 món, còn được duy trì mãi đến nay năm. Những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Câu Thâm, Kosambi, và người khác không biết. Đức Phật thuyết bài pháp này cho các tỳ kheo ở Kosambi khi ngài ngụ tại Kỳ Viên. 5a. Các tỳ kheo cãi nhau. Tại Kosambi, trong tịnh xá Gosita, có hai tỳ kheo trú ngụ, một vị là luật sư, vị kia là pháp sư. Mỗi vị dẫn đầu 500 tăng. Một hôm, vị pháp sư sau khi tắm xong đã chừa lại một ít nước trong bồn tắm và đi ra. Kế đó, vị luật sư đi vào thấy nước dư. Lúc trở ra ngoài, ông hỏi bạn: Này huynh, có phải huynh đã chừa nước lại không? Vị pháp sư đáp: Vâng, huynh ạ. Nhưng huynh không biết là đã phạm lỗi sao? Thật ra tôi không biết. Này huynh, đó là một lỗi đó. Như vậy tôi sẽ sám hối về lỗi ấy. Dĩ nhiên. Này huynh, nếu huynh không cố ý làm, vô tâm thì không gọi là lỗi. Nghe vị luật sư bảo thế, vị pháp sư yên chí xem như không có lỗi. Ấy thế mà vị luật sư lại nói với học chúng của mình: Vị pháp sư dù đã phạm lỗi vẫn không thấy lỗi. Và nhóm học chúng này khi gặp nhóm học chúng của vị pháp sư liền kháo nhau: Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi nữa. Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi sao? Đúng rồi, thầy của các anh đã phạm lỗi. Đúng rồi. Học chúng của vị pháp sư về kể lại với thầy mình. Vị pháp sư nghe qua liền đáp: Vị luật sư này trước đó đã nói là không lỗi, bây giờ nói có lỗi. Ông ta là người dối trá. Học chúng của hai bên gặp nhau rồi lời qua tiếng lại: Thầy của các huynh là người dối trá. Thầy của các huynh là người dối trá. Đúng rồi đó. Họ tranh cãi nhau, và vị luật sư thừa cơ hội tuyên án tẩn suất vị pháp sư vì đã không nhận lỗi. Từ đó
ngay đến những thí chủ cúng dường cho họ cũng chia làm hai phe. Ngay cả những cô ni được họ dạy, cả thiện thần hộ pháp, bạn bè và những người thân tín, chư thiên trên trời lan đến Phạm Thiên đều như thế. Mọi người, ngay cả những người chưa quy y, cũng chia làm hai phe. Sự tranh cãi lan rộng từ trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Đế Thích. Đến mức độ đó thì có một tỳ kheo tới gần Thế Tôn thưa kể tự sự. Những người tuyên án tận xuất thì giữ quan điểm rằng pháp sư bị tận xuất là đúng luật. Ngược lại, những người bên vực thì cho rằng trái luật và tụ hợp lại để ủng hộ pháp sư, mặc dù những người tuyên bố tận xuất cấm họ làm như vậy. Đã hai lần Thế Tôn nhắn hai bên tỳ kheo hãy đoàn kết và đều nhận được câu trả lời: Bạch Thế Tôn, họ không chịu đoàn kết. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo: Tăng đoàn đã bị chia rẽ. Nói xong, Phật đến chỗ các tỳ kheo và chỉ cho nhóm vị tỳ kheo luận sư, người tuyên bố tận xuất sự sai lầm trong quyết định ấy, và đối với nhóm vị tỳ kheo pháp sư, người không nhận lỗi, Ngài cũng chỉ sự sai lầm trong hành động ấy. Một lần nữa, Phật bắt các tỳ kheo kiết trai và khiến họ hành sám ngay tại chỗ, trong khu vực giới hạn. Ngài đặt luật cho các tỳ kheo, nếu gây gỗ trong phòng ăn hoặc các nơi khác, họ bắt buộc phải ngồi chỗ riêng biệt trong trai đường. Nhưng các tỳ kheo vẫn không ngừng đây nhau, Đức Phật lại đi đến nơi và khuyên rằng: Đủ rồi, các tỳ kheo, đừng gây gỗ nữa. Gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi, mọi thứ này đều nguy hại. Bởi lẽ vì tranh cãi, một con chim bé bỏng cũng làm một con voi quý phải chết. Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh con chim nhỏ. Ngài dạy tiếp: Các tỳ kheo, hãy đoàn kết, hãy dừng tranh cãi, vì sự tranh cãi mà hàng ngàn con chim nhỏ đã mất mạng. Và Ngài kể chuyện bổn sanh những con chim, nhưng dù vậy họ vẫn không nghe lời Phật, và một ngoại đạo muốn Phật bớt vì nhiễu thưa rằng: Bạch Ngài, Đấng Thế Tôn, Đấng Pháp Vương, hãy ở nhà. Đấng Thế Tôn, Ngài hãy sống một đời vô sự và tự tại ở cõi này. Chúng con có gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi nhau mới làm sáng tỏ ai phải ai trái. Liền đó, Đức Phật kể chuyện bổn sanh như sau: Có một lần, này các tỳ kheo, Phạm Ma Đạt trị vì Ba La Nại là vua xứ Ca Si. Phạm Ma Đạt gây chiến với vua Digati Kosala, đánh chiếm vương quốc và giết vua khi đang cải trang. Con trai của Digati là hoàng tử Digaju. Mặc dù biết rằng Phạm Ma Đạt là kẻ giết cha mình, vẫn tha mạng kẻ thù, do đó họ sống hòa bình với nhau. Và Ngài huấn thị các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, lòng kiên nhẫn và tư cách phong nhã của những ông vua hay sử dụng dao gậy cao đẹp thế đó. Tỳ kheo, các ông là những kẻ xuất gia, được giáo huấn bằng pháp và luật chu đáo như thế, phải làm sao chiếu sáng thế gian hơn với lòng kiên nhẫn và tư cách cao nhã của các ông chứ? Dù đã được khuyên nhủ như thế, các tỳ kheo vẫn không đoàn kết theo lời Phật, không vui vì phải sống trong cảnh ồn náo, không thoải mái vì bị quấy rầy. Hơn nữa, các tỳ kheo này không đếm xỉa đến lời Phật dạy, nên Thế Tôn quyết định sống độc cư, tránh xa đám người trộn rộn. Sau khi đi khất thực ở Câu Thâm, không từ giả tăng đoàn, Đức Phật đáp y, ôm bát, một mình đi đến Ba La Kha, chỗ bán muối. Tại đây, Ngài thuyết pháp cho trưởng lão Bhagu về đời sống độc cư. Rồi Ngài đến Đông Trúc Lộc Giả và thuyết pháp cho ba chàng trai gia thế về hạnh phúc an lành của sự hòa hợp. Và từ đó, Ngài đến Parilayaka,
ở đó dưới gốc cây sa la đẹp đẽ trong rừng bảo hộ. Đức Thế Tôn đã trải qua một mùa an vui, có voi Parilayaka phục vụ. Khi nhóm cư sĩ ở Câu Thâm đến tịnh xá và không gặp đấng đạo sư, họ hỏi các tỳ kheo: Thưa chư tôn giả, đấng đạo sư đi đâu? Các tỳ kheo đáp: Vào rừng Parilayaka. Vào rừng Parilayaka. Đúng vậy, vậy. Vào rừng Parilayaka. Tại sao vậy? Ngài cố gắng hòa hợp chúng tôi, nhưng chúng tôi không có hòa hợp được. Chúng tôi không hòa hợp được. Ngài chư tôn giả, có phải các vị sau khi được chấp nhận là tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại cãi lời ngài lúc ngài yêu cầu các vị hòa hợp? Đúng thế đạo hữu. Rồi có người nói tiếp: Những vị tỳ kheo này sau khi được thu nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại không muốn hàn gắn những rạn nứt theo lời yêu cầu của ngài. Đây hoàn toàn do lỗi của họ mà chúng ta không được gặp Phật. Đối với những tỳ kheo này, chúng ta nhất quyết sẽ không mời ngồi và cũng không bao giờ kính lễ hoặc cúng dường nữa. Đúng rồi. Và từ đó họ không thèm cung kính các tỳ kheo nữa. Hậu quả là các tỳ kheo bị thiếu vật thực và gần chết đói, nên chỉ sau vài ngày các tỳ kheo đã biết phục thiện. Rồi họ sám hối nhau xin được tha thứ. Họ bảo các cư sĩ: Đạo hữu, chúng tôi đã hòa hợp, xin đối với chúng tôi như xưa. Đúng thế, chúng tôi đã hòa hợp, xin hãy đối với chúng tôi như xưa. Thưa chư tôn giả, các vị xin sám hối với Đức Thế Tôn chưa? Chưa đạo hữu. Vậy thì xin hãy sám hối Thế Tôn, và ngay khi được Phật tha lỗi, chúng ta sẽ trở lại với các vị như trước. Nhưng vì đang giữa mùa an cư, các tỳ kheo không thể đến gặp Phật và họ kiết hạ trong sự thiếu thốn, trong khi Phật thì an vui được voi hầu hạ. Con voi này là voi đầu đàn đã rời bầy và vào rừng với lý do độc nhất là muốn được an vui. Nó nói: Tôi sống ở đây bị voi cái, voi con, voi trẻ làm phiền nhiễu. Đầu ngọn cỏ tôi thường ăn bị chúng nhai nát. Chúng ăn hết nhánh cây này đến nhánh cây nọ. Khi tôi vừa bẻ xuống, chúng quấy đục nước tôi uống. Khi tôi xuống nước và lên bờ, dồi cái đến cọ sát vào thân tôi. Có lẽ tôi nên rời đàn và sống một mình. 5B. Đức Phật, voi và khỉ. Rồi con voi đầu đàn bỏ bầy, đến gần Parilayaka, vào rừng bảo hộ, dưới gốc cây sa la đẹp đẽ, ngay nơi Thế Tôn ngụ, thân cận với ngài. Đến trước Thế Tôn, nó đảnh lễ ngài, rồi nhìn quanh quất tìm chổi. Không thấy chổi, nó bèn đạp cây sa la phía dưới và dùng dòi quật phía trên cho ngã xuống, rồi lấy một nhánh cây quét đất. Sau đó, nó lấy dòi quấn bình nước mang đi lấy nước, và khi cần đến nước nóng, nó nấu nước nóng. Sao có thể được chứ? Đầu tiên, nó dùng dòi kéo dùi lửa cho bật lửa ra và nhen củi chà vào. Nó nhóm lửa như thế và nung những hòn đá nhỏ, rồi dùng một cây gậy lăn vào một lõm đá có nước. Xong nó hạ dòi, xem nước đủ nóng chưa, rồi đến cúi đầu trước Phật. Thấy dòi đến, Đức Phật hỏi: Nước nóng chưa, Parilayaka? Và Phật đến đó tắm. Sau đó dòi dâng Phật những loại trái cây rừng. Đến giờ Phật vào làng khất thực, dòi lấy y bát của Phật đặt lên đỉnh đầu và đi theo ngài. Đến gian làng, Phật bảo dòi đưa trả y bát. Parilayaka, chú không đi xa hơn được, hãy giao y bát cho ta. Phật vào làng và dòi đứng đó đợi ngài trở lại, tiến tới đón ngài, để y bát lên đầu như lúc trước và đem về chỗ Phật ngụ, hầu hạ ngài như thường lệ, rồi quạt hầu Phật với một nhánh cây. Ban đêm, để ngừa thú dữ, nó dùng dòi nắm một cây gậy lớn, tự nhủ: Ta sẽ bảo hộ Phật. Và đi tới lui trong khu rừng cho tới khi mặt trời mọc. Từ đó, khu rừng được gọi là rừng bảo hộ. Buổi sáng mặt trời lên, dòi lấy nước cho Phật rửa mặt, và theo cách như đã nói trên,
nó làm tròn mọi bổn phận khác. Bây giờ một con khỉ thấy cử chỉ và hành động mỗi ngày của voi, làm những bổn phận nhỏ nhặt hầu Phật, bèn phát tâm sẽ làm giống như vậy. Một hôm trong lúc chạy nhảy, tình cờ nó gặp một tổ mật trên cây không có ong. Nó bẻ cành cây xuống, cầm tổ mật còn nguyên trên cành cây, hái một lá chuối, đặt tổ ong trên lá và mang dâng Phật. Đức Phật nhận lấy, khỉ trố mắt xem Phật có dùng không, và ngạc nhiên thấy Phật không ăn. Khỉ thắc mắc không biết có chuyện gì đây, bèn lật qua lật lại tổ ong, vừa xem xét cẩn thận và khám phá có vài trứng sâu. Nhẹ nhàng lấy trứng sâu ra, khỉ lại dâng tổ mật lên Phật và ngài hoan hỷ độ. Khỉ vui sướng chuyển từ cành này sang cành khác và nhảy nhót hân hoan vô kể. Nhưng đâu ngờ những nhánh cây khỉ vừa nắm và đạp lên bỗng gãy lìa. Khỉ rơi xuống một cọc cây, bị đâm xuyên người và chết tức khắc. Vì đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật, nó được tái sinh vào cõi trời 33 trong một cung điện bằng vàng cao 30 dặm với một đoàn gồm 1.000 thiên nữ hầu cận. Cả vùng Diêm Phù Đề đều biết rằng Đức Phật đang ngủ trong rừng bảo hộ, được do đầu đàn phụng sự. Từ thành Xá Vệ, ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, một tín nữ lỗi lạc, cùng một số nhân vật tiếng tăm khác đã gửi lời thỉnh cầu đến ngài A Nan, xin được đặc ân gặp Đức Thế Tôn. 500 tỳ kheo ngủ ở ngoài thành mãn mùa an cư cũng thỉnh cầu được nghe pháp từ kim khẩu Thế Tôn lâu nay vắng tiếng. Trưởng lão A Nan bèn hướng dẫn các tỳ kheo đến rừng bảo hộ. Với đức tính chu đáo của một thị giả, ngài không dám đến gặp Phật với đám đông tỳ kheo, vì biết Như Lai đã độc cư suốt 3 tháng. Vì thế ngài để các tỳ kheo chờ bên ngoài và một mình đi đến gặp Phật. Khi voi Parilayaka thấy trưởng lão, nó quấn gậy xông tới. Đức Phật quay nhìn và bảo voi: trở lại Parilayaka, đừng rượt ông ta, đó là thị giả của Như Lai. Voi lập tức ném gậy đi và thỉnh trưởng lão đưa y bát. Trưởng lão từ chối. Voi thầm nghĩ, nếu ông ta biết luật sẽ không đặt pháp cụ của mình trên tảng đá Phật thường ngồi. Voi đã quá lo xa vì trưởng lão A Nan đã đặt y bát trên đất. Những người biết luật không bao giờ đặt pháp cụ cá nhân lên chỗ ngồi hoặc giường của bậc tôn túc. Rồi trưởng lão đảnh lễ Phật, ngồi xuống một bên. Phật hỏi: ông đến một mình thôi sao? Bạch Thế Tôn, con đến đây với 500 tỳ kheo. Họ ở đâu? Con chưa hiểu ý Phật thế nào, nên để họ đứng ngoài và vào đây một mình. Bảo họ vào. Trưởng lão y lời, Đức Phật đáp lại lời chào hỏi của các tỳ kheo một cách thân tình. Các tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, ngài là một vị Phật quý phái, một ông hoàng mảnh mai, chắc ngài đã chịu đựng nhiều gian khổ, đứng và ngồi ở đây một mình suốt 3 tháng trời. Dĩ nhiên không có ai hầu Phật những việc chánh và phụ, không có ai dâng nước rửa mặt hay làm mọi việc khác cho ngài. Đức Phật trả lời: này các tỳ kheo, voi Parilayaka đã làm hết những việc ấy cho ta. Nếu ai có được bạn đồng hành như nó thì cuộc sống độc cư tốt đẹp, nếu như không có được thì cuộc sống độc cư vẫn tốt đẹp hơn. Nói xong, Thế Tôn đọc 3 câu pháp cú sau trong phẩm voi: nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi, tốt hơn sống một mình. Không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Ngay khi Thế Tôn kết thúc bài kệ, 500 tỳ kheo đắc quả A La Hán. Trưởng lão A Nan bèn đưa lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc và những người khác.
Bạch Phật, 50 tiểu thánh đệ tử do Cấp Cô Độc dẫn đầu mong mỏi Phật trở về. Phật chuẩn y: tốt lắm, hãy mang y bác. Và Phật đi ra khỏi rừng. Chơi thấy thế liền đến và đứng tréo chân giữa đường. Các tỳ kheo thấy lạ nên hỏi và được Phật đáp: này các tỳ kheo, nó muốn cúng dường các ông. Lâu nay nó đã phục vụ ta, không nên làm tổn thương tình cảm của nó. Hãy trở lại các tỳ kheo. Phật và các tỳ kheo trở lại, do vào rừng hái lượm chuối và những trái cây khác gom lại, và ngày hôm sau dâng lên các tỳ kheo. 500 tỳ kheo không thể nào dùng hết. Thọ thực xong, Đức Phật ôm y bát đi ra khỏi rừng. Do lại xen vào giữa các tỳ kheo và đứng tréo chân trước Phật. Các tỳ kheo không thể đoán được ý nghĩa, liền hỏi Phật và được trả lời: các tỳ kheo, sau khi chào từ giã các ông, nó muốn ta trở lại. Và hướng về voi, Phật bảo: này Barilayaka, ta sẽ đi bây giờ, không trở lại nữa. Trong kiếp này, người không có hy vọng vào được các tầng thiền, hay đạt đến trí tuệ, hay chứng thánh quả. Hãy dừng lại. Voi nghe Thế Tôn nói liền rút voi vào miệng, từ từ lùi ra sau, vừa đi vừa khóc. Đức Thế Tôn tiếp tục đi. Đến gian làng, Ngài dừng lại bảo voi: Barilayaka, đi xa hơn nữa, người sẽ không được an thân. Dân cư rất nguy hiểm cho ngươi, hãy dừng lại. Voi dừng lại nơi đó và khóc. Đức Phật bước đi, và khi vừa khuất tầm mắt, voi dở tim và chết. Vì đặt hết niềm tin vào Như Lai, cho được tái sinh vào cõi trời 33. Trong một cung điện bằng vàng lớn 30 dặm, có ngàn thiên nữ hầu cận. Voi tên là trời Barilayaka. Dọc đường Phật ghé vào kỳ viên, các tỳ kheo xứ Câu Thâm nghe Phật về Xá Vệ liền đến sám hối. Vua Kosala nghe tin cũng đến chỗ Phật và thưa: bạch Thế Tôn, con sẽ không cho các tỳ kheo này vào nước con. Phật huyên ngăn vua: đại vương, những tỳ kheo này là người tốt, chỉ vì họ tranh cãi lẫn nhau nên không vâng lời ta. Giờ đây họ đến để sám hối, hãy cho họ vào, đại vương. Ông Cấp Cô Độc cũng bạch với Phật là không cho các tỳ kheo xứ Câu Thâm vào tịnh xá, nhưng Phật không đồng ý và ông ta đành im lặng. Bây giờ các tỳ kheo ấy đến Xá Vệ. Thế Tôn ra lệnh chuẩn bị chỗ ở riêng biệt cho họ. Những tỳ kheo khác không đứng hay ngồi chung với họ, lần lượt từng người đến hỏi Thế Tôn: bạch Thế Tôn, những tỳ kheo xứ Câu Thâm hay tranh cãi đang ở đâu? Thế Tôn chỉ họ và nói: họ đó, họ đó. Những tỳ kheo từng người chỉ về phía họ và bàn tán với nhau đến nỗi họ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Rồi họ gieo mình dưới chân Phật xin sám hối. Phật dạy: này các tỳ kheo, tội lỗi mà các ông đã phạm nặng nề biết bao. Sau khi được nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của một vị Phật, lại cãi lời, mặc dù ta đã cố khuyên giải đủ điều. Ngay cả bậc trí giả vẫn nghe kỹ lời dạy bảo của cha mẹ trước khi chết, họ không dám cãi lời khi cha mẹ từ giã cuộc đời. Và sau đó họ được giao quyền lãnh đạo cả hai vương quốc. Rồi Đức Phật lặp lại chuyện bổn sanh Kosambika một lần nữa và kết luận: này các tỳ kheo, hoàng tử Digaju, ngay khi cha mẹ mất mạng, ông vẫn không dám cãi lời dạy bảo. Sau đó ông cưới con gái của vua Phạm Ma Đạt, rồi trị vì cả hai vương quốc Kasi và Kosala. Còn các ông, vì không vâng lời ta nên đã phạm lỗi nặng. Và Đức Phật nói câu pháp cú: và người khác không biết,
chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Nghe xong pháp cú này, các tỳ kheo ở đó liền đắc quả dự lưu.